Anh Tú đã nhường cho anh Diêu là cầm trịch rồi. Thế mà anh hôm nay là tức anh Tú bỏ thì anh phải có cái... Có gì báo cáo gì Tú nhỉ? Đương nhiên kể được ngay đâu mình phóng viên đây. Không ngồi xuống cái kiểu cái đi. Mình nhận ra tao cũng phải cái vẻ gì. Bảo mình nhìn tao Hả? Chúng ta ly nữa, chúc mừng đôi bạn trẻ quốc gái nhỉ? Cô dâu đâu? Cô dâu? Là đúng nhỉ? Cô dâu ơi, cô dâu! Cầm trắng trái trẻ đến lượt nhỉ? Chúc mừng đôi bạn trẻ hạnh phúc gái nhá. Tớ liên mấy tháng liền ngày nào cũng thế. Giữ sức khỏe cho bạn anh nhé. Mày cười nhá. Thương bạn anh đi nhá. Này, nói thế là vẫn còn khách sáo. Nếu mà thực sự bạn lo cho Minh ý, bạn ấy nói nhỏ với vợ của Minh biết nên như thế nào là thương, như thế nào là không thương. Đấy, thế mới gọi là tận tình, hiểu không? Chứ đừng có nói một câu đái bôi như thế rồi không hiểu, gây hoang mang. Thương có nhiều kiểu thương, hiểu không? Đấy, thế cậu hỏi thử kiểm tra xem có đúng là hiểu không? Bây giờ tao hỏi mày có phải mày tuổi tỵ không? Đấy mấy thằng nào thì cực kỳ đa mang. Mấy thằng chung giấu ở đâu cũng đang chưa khai. Cũng có một thằng mà nó khai ra hết. Còn mình thì giống như của mình không? Cậu kém cậu phải khai ra. Sớm chưa khai ra. Cậu cần hết, cần hết, cần hết. Cậu xem nó ra thế rồi. Cậu đang chơi trong tầm trình của nó như thế nào cơ. Bây giờ mình phải bắt lại nó cái nào. Các bạn cũng cầm lại để chúc mừng thêm lần nữa. Hạnh phúc nhá. Bây giờ định mấy đứa? Cô chủ nhà em rất là đúng cùng em. Hai á? Chắc rồi, chỉ có hai thôi. Anh chung như vậy cùng em á. Ngồi xuống đi. Không, mày đủ rồi đấy. Tôi uống đi. Ngồi xuống đi.